và Mỹ nói Washington không chia sẻ toàn bộ tình báo khủng bố với Nga do thiếu sự tin tưởng. Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn, Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ. Moscow tung video bắn hạ thêm siêu tăng Abrams của Mỹ ở Ukraine. Nga dùng quyền phủ quyết ngăn Liên Hợp Quốc giám sát trừng phạt Triều Tiên. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Mới đây, tờ Washington Post đưa tin cho biết sự thiếu tin tưởng giữa Mỹ và Nga đã khiến Mỹ không chia sẻ toàn bộ thông tin tình báo mà họ có về nguy cơ xảy ra tấn công ở Moscow. Tối 22 tháng 3, 4 đối tượng đã tiến hành một vụ tấn công được xem là một trong những vụ tấn công đáng sợ nhất trong lịch sử Nga. Đầu tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã từng cảnh báo cho công dân Mỹ về nguy cơ tấn công khủng bố tại đất nước này. Mỹ cũng đã gửi một thông điệp tới các quan chức an ninh Nga. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, Alexander Polnikov, nội dung của thông điệp này mơ hồ và có tính chất trung trung. Tờ New York Times cho biết, mối quan hệ đối đầu giữa Washington và Moscow đã ngăn cản các quan chức Mỹ chia sẻ bất kỳ thông tin nào về âm mưu này ngoài những gì cần thiết. Theo tờ báo Mỹ, Washington đã cố tình giữ kín thông tin vì sợ chính quyền Nga có thể biết được các nguồn tin hoặc phương pháp tình báo của mình. Ngày 7 tháng 3, trong cảnh báo công khai, Đại sứ quán Mỹ lưu ý mối đe dọa nghiêm trọng trong 48 giờ tiếp theo. Theo New York Times, không rõ liệu tình báo Mỹ có nhầm lẫn thời điểm xảy ra vụ tấn công hay những kẻ cực đoan đã trì hoãn kế hoạch của chúng khi nhận thấy an ninh được tăng cường. Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các thủ phạm đứng sau vụ tấn công ở Moscow là những phần tử Hồi giáo cực đoan, sau khi những người này bị bắt tại một khu vực biên giới giáp Ukraine. Theo các nhà điều tra Nga, 4 nghi phạm đã được tuyển dụng thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến được thực hiện thay mặt cho ISISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan. Ngày 27 tháng 3, tờ Business Insider cho biết Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn nhằm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho máy bay tấn công của mình. Chiến thuật này cho thấy Nga đã thích nghi với những hạn chế của mình, giúp Moscow giành được những chiến thắng mới trên chiến trường gần đây. Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với mối đe dọa mới này từ Nga do thiếu tên lửa phòng không và thiếu viện trợ đáng kể từ phương Tây. Các chuyên gia quân sự dự đoán rằng Ukraine có thể sẽ mất thêm lãnh thổ và mất đi lực lượng giàu kinh nghiệm. Trưởng nhóm tình báo không gian địa lý Roger Paros, đồng thời cũng là nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK Mỹ, chia sẻ với Business Insider rằng việc Nga sử dụng bom lượn thực sự cho thấy mức độ nguy hiểm của quân đội Nga. Bom lượn cho phép lực lượng Nga tấn công các vị trí kiên cố từ xa hơn so với pháo binh mà không cần phải mạo hiểm bằng cách đưa máy bay chiến đấu vào tầm ngắm của hệ thống phòng không Ukraine. Sức mạnh hỏa lực của những quả bom này nặng tới 3 tấn, bù đắp những điểm yếu về độ chính xác. Bom lượn có thời gian bay ngắn, sở hữu kích thước radar nhỏ và quỹ đạo phi đạn đạo làm cho bom lượn rất khó bị phát hiện và chặn đứng. Theo một báo cáo mới được công bố, các nhà phân tích tại ISVK cho biết lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều kiện và không điều khiển nhằm vào các vị trí ở hậu phương và tiền tuyến của Ukraine kể từ đầu năm 2024. Việc Nga kiểm soát thành phố Avdiivka là minh chứng cho hiệu quả của chiến thuật bom lượn này và đánh dấu một bước tiến lớn nhất trong gần một năm qua. Các chuyên gia cho rằng, thay vì sự chính xác, số lượng lớn các cuộc tấn công bằng bom lượn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ Ukraine trong thời gian dài, tạo ra tác động lâu dài trong tương lai. Ông Barut nhận định, phía Nga hiện đang hiểu rất rõ về cách tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine nhằm làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine một cách nhanh chóng. Ông Barut cho biết, khi phòng không Ukraine bị hạn chế, Nga sẽ sử dụng máy bay cánh cố định để thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn. Nếu Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn, họ có thể ngăn chặn đối phương sử dụng bom lượn bằng cách buộc máy bay cách xa chiến tuyến hơn. Theo ông Barut, trong tình huống khả năng phòng không của Ukraine đang dần suy giảm, có thể cần phải xem xét các kịch bản tệ hơn, trong đó không quân Nga có thể hoạt động trên bầu trời của Ukraine mà không gặp phải bất kỳ rào cản nào. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Ivan Gavriliuk cho biết, máy bay Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine trong gần 3 tháng qua. Trong một bài xã luận cho hãng thông tấn Ukrinform ngày 18 tháng 3, ông nêu rõ rằng con số này cao hơn nhiều so với năm trước. Nga đã tìm ra một chiến thuật hiệu quả nên đã nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại bom lượn. Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc sản xuất một số loại đạn dược đang gia tăng, bao gồm FAB-500 500kg, FAB-1500 1,4 tấn và bom FAB-3000 3 tấn. Tất cả được cho là đều được sửa đổi và biến thành bom lượn.
chuyên gia về không quân tại Viện Nghiên cứu Thống nhất Hoàng gia RUNI Anh, ông Justin Brown nhận định, nhiều quả bom lượn của Nga được thả ở khoảng cách lên tới 50 km hoặc xa hơn phía sau chiến tuyến, làm cho Ukraine khó có thể phản công những máy bay này bằng các hệ thống phòng không hiện có, trừ hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ. Bom lượn thường được sử dụng nhắm vào các mục tiêu cố định, tức là chúng đặc biệt hiệu quả ở những khu vực từng xảy ra giao tranh kéo dài, chẳng hạn như ở Avdiivka, nơi các vị trí của Ukraine tương đối dễ bị phát hiện. Ông Brown tiết lộ, điều đó khiến việc lập kế hoạch tấn công bằng bom lượn vào các mục tiêu cố định trở nên khả thi. Chúng chứa nhiều chất nổ hơn so với đạn pháo hoặc tên lửa, đặc biệt là những quả bom nặng 1,5 tấn. Vì vậy, những quả bom có ảnh hưởng tâm lý lớn hơn so với pháo binh. Để giảm các mối đe dọa từ bom lượn, Ukraine cần tăng cường đáng kể các máy bay đánh chặn phòng không và cung cấp đạn pháo. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky thường xuyên nhấn mạnh rằng kho vũ khí phòng không hiện có của Ukraine không đủ để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công dồn dập và kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ. Mỹ vẫn đang trì hoãn việc cung cấp các gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, khiến Kiev ngày càng thiếu các thiết bị quân sự cần thiết, bao gồm cả khả năng phòng không và cung cấp đạn dược. Tuần trước, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng việc Mỹ cung cấp thêm khí tài phòng không cho Ukraine là rất quan trọng. Sức mạnh của bom lượn Nga còn có lợi thế lớn trong pháo binh và tình hình khan hiếm về kho vũ khí của Ukraine, cũng như triển vọng không mấy sáng sủa về các gói viện trợ từ Mỹ và phương Tây đều là những yếu tố làm cho tình hình chiến sự trở nên bất lợi cho Kiev. Ông Brown chia sẻ, nếu không được Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung, rất khó để Ukraine tránh được nguy cơ mất thêm lãnh thổ, nhất là khi Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa hè. Ngày 28 tháng 3, hãng tin Sputnik cho biết, quân đội của quốc gia này tiếp tục loại bỏ một xe tăng Abrams thêm gần Avdiivka. Theo thống đốc vùng Orion Andrei Kalikov, các lực lượng đặc nhiệm của Nga đã thành công trong việc hạ gục một xe tăng Abrams của Mỹ gần Avdiivka trong quá trình tiến công. Thống đốc Kalikov tuyên bố, kể từ những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự, chúng tôi đã liên tục tương tác với các lực lượng Nga, bao gồm cả các chiến binh của lữ đoàn đặc nhiệm. Gần đây chúng tôi đã đến thăm lữ đoàn cận vệ số 3 và tặng họ một chiếc xe bọc thép. Hôm nay, họ đã hạ gục một xe tăng Abrams của Mỹ gần Avdiivka. Ông Kalikov cho hay, xe tăng Mỹ bị bắn hạ gần thị trấn Bekdichi. Quân đội Nga cũng công bố một đoạn video về khoảnh khắc máy bay không người lái tấn công xe tăng Abrams. Cũng trong ngày 28 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố chiếc xe tăng Abrams thứ 5 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Bộ này cho biết, đối phương đã mất tới 3 xe tăng, trong đó có một xe Abrams do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bộ binh, 9 xe hơi, cũng như 2 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 khẩu pháo D-30. Thông tin từ Bộ cho biết, tại khu vực Avdiivka, các đơn vị Nga đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến và đẩy lùi 7 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn cơ giới 47, 53 và 59 của lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu định cư Tonenkoye, Bekdichi và Pervomaiskoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Trước đó ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quân đội Nga đã thành công loại bỏ 4 xe tăng Abrams kể từ đầu năm 2024. Hồi đầu năm ngoái, vài tháng trước cuộc phản công của Ukraine, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Kiev 31 xe tăng M1 Abrams. Tuy nhiên, phải đến giữa tháng 10 năm 2023, việc chuyển sang xe tăng Abrams cho Ukraine mới hoàn tất. Tuy nhiên, theo thông tin từ RT, xe tăng Abrams mới chỉ xuất hiện trên chiến trường từ cuối tháng 2 năm nay. Một số chuyên gia phương Tây suy đoán rằng Kiev đang để dành chúng cho một cuộc tấn công lớn hoặc không muốn đẩy chúng vào hàng phòng ngự vững chắc của Nga trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt. Ngày 28 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu về việc gia hạn hoạt động của nhóm chuyên gia phụ trách giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Việc này được thực hiện vì nhóm này sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình vào cuối tháng 4. Trong cuộc bỏ phiếu, 13 thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn hoạt động của nhóm. Trung Quốc đã quyết định bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên, Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng, quyết định bỏ phiếu phản đối. Phiếu phủ quyết của Nga không giúp gỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên, nhưng sẽ ngăn nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc tiếp tục giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an trước khi bỏ phiếu, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói, nhóm chuyên gia này ngày càng phụ thuộc vào phương Tây, chỉ nêu lại những thông tin định kiến, phân tích tiêu đề các bài báo cùng những hình ảnh kém chất lượng. Mỹ nhấn mạnh việc Nga phủ quyết việc gia hạn hoạt động của nhóm chuyên gia được coi là nỗ lực che đậy thông tin về sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, hành động của Nga hôm nay làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế, chỉ để thúc đẩy thỏa thuận giữa họ và Triều Tiên. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Good cảnh báo, việc Nga ngăn cản nhóm giám sát tiếp tục hoạt động có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Triều Tiên thúc đẩy các nỗ lực tránh lệnh trừng phạt.
từ đó tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo có tầm xa để dọa đến an ninh toàn cầu. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc, Jun Kuk Hwang, cũng chỉ trích động thái của Nga vì điều này như việc phá hủy camera giám sát để tránh bị bắt quả tang. Triều Tiên phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt vô thời hạn của Liên Hợp Quốc về chương trình tên lửa và hạt nhân từ năm 2006. Nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc đã phụ trách giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên suốt 15 năm qua. Nhóm này nộp báo cáo 2 lần mỗi năm cho Hội đồng Bảo an và đưa ra khuyến nghị để cải thiện việc thực thi lệnh trừng phạt.